Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Tuyết Paris. Chào mừng các bạn đến với kênh Tuyết Paris. Hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn cách nấu chè bà ba của người miền Nam. Đây là một loại chè có rất nhiều nguyên liệu nhưng rất là dễ nấu và ăn rất là ngon. Chè bà ba này thì có mùi vị béo, ngậy của nước cốt dừa, hòa quyện cùng độ dẻo của các loại khoai và các loại đậu. Khi nhai còn có độ sần sật của phổ tai và rong biển. Ăn rất là ngon và màu sắc thì đẹp và rất là hấp dẫn. Và bây giờ thì các bạn cùng mình vào bếp để mình làm món chè bà ba này nha. Nguyên liệu gồm có 50g đậu xanh ngâm trong nước lạnh 30 phút, 20g rong biển cũng ngâm trong nước lạnh 30 phút, 100g hạt sen khô ngâm trong nước lạnh 1 tiếng, 50g bột khoai ngâm 30 phút, 50g bột bán ngâm 30 phút, 20g nấm mèo khô ngâm trong nước lạnh 30 phút, 320g đường dừa, hoặc mình có thể dùng đường thốt nốt hoặc đường phèn càng ngon nha. 2 củ khoai lang tím, 1 củ khoai môn, 1 củ khoai mì 500g, vài cọng lá dứa. Mình không có lá dứa tươi, mình phải dùng lá dứa đông đá. Trước tiên thì mình sẽ đi gọt vỏ khoai lang, bỏ hết cái vỏ này đi nha. Khoai mì thì mình cắt ra làm 3 khúc và mình bóc cái vỏ của cái khoai mì này ra. Khi mình bóc hết các lớp vỏ này ra rồi thì mình sẽ đi rửa. Sau khi rửa thì bây giờ mình sẽ đi cắt khoai lang ra thành miếng vừa ăn. Mình vừa cắt xong những miếng khoai này thì mình bỏ vô trong một cái tô nước lạnh cho cái khoai nó khỏi phải bị thâm. Còn khoai mì này thì mình sẽ cắt ra thành từng miếng nhỏ. Trước tiên là mình sẽ lấy cái lớp ở giữa này ra này, cái lớp cuống của cái khoai mì ra. Sau khi mình lấy hết các cuống ra rồi thì mình sẽ cắt cái miếng khoai mì cho nó nhỏ ra để mình bỏ xay. Và mình bỏ vào một cái cối xay. Nếu bạn nào mà có máy sinh tố bỏ vào xay cũng được. Bỏ vào một chút nước để cho cái khoai của mình nó dễ xay. Khoai của mình đã nhuyễn rồi. Bây giờ mình sẽ lấy một cái miếng vải mình bỏ lên cái tô và mình vắt cái phần khoai mì này, vắt bỏ hết cái nước của cái khoai mì này đi. Mình chỉ lấy cái thôi nha, lấy cái thôi, còn nước mình bỏ đi. Đây, khoai của mình đã xay xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ nhồi một chút xíu cho cái khoai của mình nó dẻo. Nêm vào chút xíu muối, 1 muỗng cà phê đầy đường. Mình nêm như vậy cho cái khoai của mình nó được đậm đà. Mình chia cái phần khoai này ra làm 2 phần, mình làm 2 màu. Và mình cho vào vài giọt nước cốt dứa. Nếu các bạn có thể xay lá dứa ra cho vào cũng được, nếu không có nước cốt dứa. Nửa còn lại thì mình cho vào vài giọt nước cốt nghệ. Nếu bạn nào không có nước cốt nghệ thì mình có thể xay nghệ tươi ra mình cho vào thì càng ngon. Bây giờ thì mình sẽ đi vo những cái phần khoai này thành những viên bi, nhỏ như viên bi Đây, như vậy nè là được rồi. Mình tiếp tục mình vo hết 2 màu luôn nha, màu vàng và màu xanh. Đây, mình đã vo xong 2 màu rồi. Mình xếp phần khoai lang cắt và phần khoai môn này vào một cái chõ để mình đi hấp chín. Mình bỏ cái chõ khoai này lên trên cái nồi nước để mình hấp cho nó chín. Hấp khoảng, khi nước sôi mình hấp khoảng 5 phút là được rồi. Đừng hấp lâu quá khoai sẽ bị nhừ. Hạt sen sau khi ngâm được 1 tiếng rồi, bây giờ mình bỏ vào cái nồi và bỏ vào chút nước để mình luộc hạt sen cho nó chín. Mình nêm vào một chút xíu muối cho hạt sen nó được đậm đà. Mọi thứ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để mình bắt đầu nấu chè bà ba nè. Đậu xanh và 100g đậu phộng luộc nữa nha các bạn. Đây, khoai môn và khoai lang mình đã hấp chín. Và một hộp nước dừa, nước cốt dừa 400ml. Hạt sen luộc. Bây giờ mình đi nấu nha. Dùng một cái nồi to và đổ vào 400ml nước cốt dừa và 2,5 lít nước. Bỏ 320g đường dừa vào. Đường dừa hoặc đường thốt nốt hay là đường phèn. Cho vào chút xíu muối. Và vặn bếp lên. Và lấy cái cây này quậy cho cái phần đường nó tan ra, nó đừng có bị đọng xuống dưới cái phần đít nồi. Và nấu cho cái nồi nước dừa nó sôi lên. Khi cái phần nước này nó bắt đầu nó sôi thì mình cho cái phần đậu ngâm vào, đậu xanh ngâm vào. Nguội lên một chút xíu và mình đợi cho nước nó sôi trở lại. Khi nồi nước của mình nó sôi trở lại rồi. Đây, đậu của mình nó đã hơi chín rồi. Tại vì nãy mình đã ngâm 1 tiếng rồi. Trước khi mình bỏ vào nấu thì mình không cần phải nấu lâu đâu, nó sẽ nhừ cái đậu. Thì mình bỏ cái phần bột khoai và bột bán này vào. Quậy lên và đợi cho cái nước nó sôi trở lại. Nồi nước đã sôi trở lại rồi. Phần đậu và bột bán nó cũng đã hơi chín rồi. Bây giờ thì mình cho cái phần mà khoai mì mình vo viên vào. Cho hết vào luôn. Mình cho hết vào và mình để đây mình nấu 5 phút để cho cái phần khoai mì vo viên nó chín. Sau khi mình nấu cái phần khoai mì vo viên này được 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ nếm thử xem chín chưa. Rồi, cái khoai mì của mình đã chín rồi. Tiếp theo là mình sẽ cho cái phần nấm mèo ngâm và rong biển ngâm vào luôn. Và mình để mình nấu khoảng 2 hoặc 3 phút cho cái phần rong biển và nấm mèo của mình nó chín. Kế tiếp là mình sẽ cho phần khoai lang và khoai môn hấp chín vào. Cả hạt sen luộc vào luôn. Đậu phộng luộc chín vào luôn. Vặn lửa nhỏ xuống và để đây nấu trong vòng 5 phút với lửa nhỏ. Để cho các phần đậu và khoai chắc nó được ngấm với nước dừa và đường. Cho vào ít lá dứa cho cái nồi chè của mình nó được thơm. Và để tiếp tục nấu với lửa nhỏ trong vòng 5 phút nữa. Hấp dẫn quá, thơm lắm. Đậu phộng, hạt sen, khoai mì vo viên, khoai lang. Rất là hấp dẫn, rất là đẹp các bạn ạ, thơm lắm. Nồi chè của mình đã được rồi, bây giờ trước khi tắt bếp thì mình cho vào thêm 250 ml nước cốt dừa nữa cho nó béo và nó ngậy. Và mình nấu cho cái nồi chè của mình nó sôi trở lại thì mình tắt bếp. Trước khi mình tắt bếp thì mình sẽ nếm thử xem coi nó có đủ vị ngọt chưa. Đối với mình thì nó đủ vị ngọt rồi. Còn tùy theo khẩu vị của các bạn nha. Các bạn nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình. Nồi chè của mình rất là hấp dẫn các bạn ạ. Bạn nhìn thấy không? Khoai mì nè, hạt sen, đầy đủ luôn. Bây giờ trước khi thì mình múc ra chén để ăn thì mình sẽ gắp những cái lá dứa này ra, mình bỏ ra ngoài. Bây giờ thì mình sẽ múc ra chén để mình thưởng thức. Mình đã hoàn thành xong nồi chè bà ba của mình rồi. Vị béo của nước dừa và vị dẻo của khoai rất là ngon. Mình tốn một chút xíu thời gian thôi mà mình đã có một nồi chè để mình đãi gia đình mình rồi. Các bạn hãy làm cùng mình nha. Mình chúc cho tất cả mọi người đều làm thành công. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Các bạn nhớ đăng ký và like để ủng hộ kênh của mình nha. Merci beaucoup. Au revoir.